Nam là đâu, ở tỉnh nào? Em ở tỉnh Thừa Thiên Huế. À, bên Thừa Thiên Huế thôi nè. Dạ. Sang chợ này bán lâu chưa? Dạ, em sang đây được 7 năm rồi. 7 năm rồi. Anh cũng ở bên này? Dạ, anh ở ngoài kia bán, cũng bán bánh mì, bánh bao. Vâng. À, nhà mình là sản xuất đấy, không bán đâu? Dạ, là em nhà em tự làm. Tự làm đấy? Dạ. Tự làm đấy thì được nhờ. Dạ. Em buôn tận gốc, bán tận ngọn đấy. Nhìn cả mẹ to lắm. À. Bao nhiêu tiền một cân đấy anh? 80.000. Đi sâu vào trong hơi đắt hơn. Ở ngoài này thì đỡ hơn. Tháo leo. Cố thở. Non. Sao phi à? Sao phi nè. Sao phi. Thêm 10 cuộc. Các bạn ạ, thị trấn La Mo, huyện La Mo thuộc tỉnh U Đôm Say của quốc gia Lào ấy. Thị trấn này cách thành phố U Đôm Say khoảng độ 50 km thôi, trên đường đi luông đậm thà. Làm Lào thấy thị trấn này là rất là nhiều những cái công việc làm ăn, kinh doanh đến các làm nghề là rất là thuận tiện. Được cái là thị trấn này có một cái thuận tiện nữa là ngày nào cũng có hai chuyến xe chạy từ ở bên Điện Biên chạy qua thị trấn này, cho nên là rất là thuận tiện. Đây, cô gái Lào này đang tâm sự kể là ở đây là người Việt Nam kinh doanh thì cũng còn rất là ít, chỉ có vài người thôi. Ở khu vực này thì nhiều doanh nghiệp Trung Quốc họ sang đây họ kinh doanh, cho nên người dân ở đây là cũng rất là có nhiều việc để có kiếm được những cái thu nhập, và cái công lương ở đây thì họ trả rất là cao. Và các bạn xem video thấy hay, hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Lam Lào. Khuôn Việt à? Nhà đâu sang ấy? Ở Điện Biên à? Mỗi mình làm thôi à? Đi bây giờ phải hỏng lát mới sửa. Thế là vợ con này Việt Nam hết. Thế bên khu này có cô gái Lào là học Tây Bắc ngày xưa không? Các bạn nhìn xem, cái bạn này là nhà ở bên Điện Biên sang làm và thuê thêm hai thợ phụ nó làm. Và bây giờ mới là có 6 giờ 20 phút thôi. Thế mà đã phải dậy làm rồi mà xe để đây hết cả nhà này. Công việc sửa xe ở bên này là rất là nhiều. Với lại cái đường ở bên này là nó khó đi, nên là xe hỏng liên tục. Và cái giá cả khi người dân họ đã làm được ra tiền ấy, thì mình có thể là mình bán hàng gì thì cũng rất là chạy hàng thôi. Cái này là lô lương thật được. Cái lô lương có xích hả? Có xích hả? Hốc xích hả? Cầu xích hả? Cầu xích hả? À. 95.000 một cân gà thịt rồi này. Cũng xẹp ấy nhỉ? Tết thế nào? Tết thế à? Cạp. Là lô lương thật được. Cân. Cứ cân à? À, bằng nhau cũng 95.000. Đây là tôi xiêm hay tôi bét? Tôi xiêm đi à? Tô cạp á? Ừ, bếp cạp nè. À, bếp cạp à? Lại ăn đi bên cái lạc, bên cái khăn. À, đây có vịt đâu, còn là cứ cạp. Tô cạp. Và đây là tô pết. Bếp cạp. Bếp cạp. Còn tô xiêm nghe là bếp hẹ. Đây là gà và vịt đông lạnh các bạn ạ. Gà này thì dạng gà đẻ và họ thải ra rồi. Họ thịt họ bán là với cái giá là 95.000 kíp 1 kg, tương đương với là 105-106.000 tiền Việt Nam 1 kg. Tô hỏi ốc bươu vàng này lô lưng thoát được đi ạ? Hả? Sạp chip hả? 35.000 một cân. 35.000. Áo ạ. Hey. Lô lưng thoát được. Lô lưng 60 hà, đã đi xe hà xếp phân rồi. À, xong xếp hà. Hà xếp phân đây. 50.000 một cân măng này. Anh đi cắt tầm ôn. À, đây là 35.000. Đắt quá nhỉ. Măng ở đây đắt thật đấy.
xỉn này là lô lương thật đấy. Pet Sipan 80.000 một cân. Lợn trắng. Lợn này vẫn nuôi công nghiệp nhưng họ băm cả xương nhỉ, cả cơ lúc là xỉn đấy. 5 cân đấy. Tôi bán cả xương với thịt nấn nộn cả anh em. Xỉn khoai mua mì. Mấy lẹo. Xỉn khoai mà xẹp xẹp là lô lưng thoa đơ là gửi. Xem sao. Xem sao à? 120 một cân thịt trâu. Như hết rồi. Thị trấn này được nghe là thịt trâu rất là rẻ. Có 120.000 tiền kíp 1 kg. Tương đương với lại 130.000 đồng. Tiền Việt Nam 1 kg thôi. Giá kíp đợt này là nó cũng hơi nhích lên một chút đây các bạn ạ. Tôi xem này thôi được. Tôi xem. Cậu xin hà. Cậu xin hà. 95.000. Cái tôi xem nhé. Hả? Tôi xem nhé. Tôi xem. Tôi pết rồi nhỉ? Tôi pết cơ mà. Tôi pết. Tôi cao xin hà, tôi pết. Còn đây là... Cao xin hà. Cũng cầu xin hạ, 95.000. Anh ấy xén hà. Xén hà. Ờ. Ồ, à? Xâm dưới 1 cân gà ta. Còn gà công nghiệp này là 95.000. Ở khu vực này là họ bán cám cò nên họ nuôi được gà công nghiệp rồi. Bứng nổi lưng là tí bay... Anh ấy tối nha. Đừng mà xin xuế nữa. Ừ. Đấy, bứng là tí... À. Tôi pết. Bố mì tô pết nhỉ, mẹ. Để tôi xiêm nữa. Yeah. Cái ti được không? Mẹ. Cái ti gì? Đi. À. Cái lạc. Cái lạc thì mình cái ti của mẹ. À. Gà trọi. Cái ti là thôi được rồi. Tôi xem hả? Trăm rưỡi một cân gà trọi. Và khu vực này là họ cũng đã có nhà máy thức ăn gia súc nên là họ nuôi cả gà công nghiệp đây. Ở tỉnh Udom Say Vin Luông Nam Thà này họ gọi con vịt này là con pết cạp, với lại con ngan ấy thì họ gọi là con pết hẹ, còn ở Hồ Phan thì họ gọi con ngan là con tu xiêm, còn con vịt gọi là con tu pết thôi. Thị trấn La Mo này nằm trên quốc lộ chạy lên cửa khẩu Bo Ten của Trung Quốc, cho nên nhiều xe công tơ lớn lắm, nên đường là bị hỏng hết. Con đường này là đi với cái tốc độ tổng 30 km thì được, chứ chạy 40 km là khó chạy lắm. Cái giá thuê nhà ở trên này thì nó lại rẻ, nếu mà thuê tháng trả tháng thì 800.000 gì đấy là một gian như thế kia. Các bạn nhìn kìa, cũng chỉ là nhà cấp 4 thôi. Còn nếu mà trả cả năm ấy thì họ lấy 7 triệu một năm. Đây khu này cũng còn mấy nhà nữa là treo biển cho thuê nhà đấy. Đất nhà họ rất là rộng cho nên họ cứ làm nên để họ cho thuê thôi. Tôi hỏi là thợ xây ở bên này là họ thuê với cái giá là 500.000 một ngày công và cơm nuôi. Bên này là họ sẽ không thuê thợ phụ, chỉ có thuê những người biết xây thôi. Thợ phụ thì họ thuê người Lào ở đây rồi. Người Lào đây thì phụ của họ là 250.000. Giá ở đây là thuê ngày công cũng rất là cao hơn các tỉnh khác. Bây giờ đã là 7 giờ kém 15 rồi mà thị trấn này vẫn thấy im lắm. Chưa thấy mở cửa để bán hàng đâu. Khu vực này là họ bán hàng rất là muộn. Buổi tối thì họ cũng nghỉ muộn. Ở thị trấn Namo này có em Kim Hồng sang đây là làm mắt mi về tóc. Kim Hồng đặc biệt là người phụ nữ Lào ấy, họ rất là quan tâm về sắc đẹp. Các quán làm tóc này, môi mi ở bên này là chỉnh chu về sắc đẹp, là tôi thấy là rất là đông khách.
tất cả thị trấn này tôi chưa thấy có một quán ăn nào người Việt mở hàng ở đây cả. Tới đến 90% là người Lào kinh doanh về quán ăn. Còn bao nhiêu là có một số bạn người Trung Quốc sang đây là mở nhà hàng ở bên này nữa. Những cái giá vật liệu xây dựng ở đây thì cũng tương đối là cao. Như viên gạch này là họ bán với cái giá là 1.900. Ở đây thì có một cái nhà máy xi măng của Trung Quốc họ sản xuất ở đây. Đây là nhà máy xi măng của Trung Quốc đặt tại Lào này. Ở huyện Lo Mo, tỉnh Udom Say. Xi măng này khai tôn lưng thôi đấy. Tôn lưng là lằn hốc. Lằn hốc à? Ừ. À, xi măng con chin hết à? Bên này là con chin đấy. Con chin đấy. Hết vô lùm này. À. Thế là thôn, thế là thôn đấy. Thế là 1 tấn là 1.600.000 tiền Lào. Ngân kíp à? Nên là lằn hốc. À. Khăn men ăn lên cuốn này, còn bên con chín, con la là không hết gì. Bên con đường này, sen hà. Sen hà? Ừ. À. Khá lốt để tăng hạ. À, có nghĩa là mình có xe chở thì là sen hà, 1.500.000. Sự đinh chi này thôi đấy. Phân câu rồi. Phân câu. Phân cầu à? Ừ. À, gạch này là 1.900.000 một viên này. Ngân nào nữa cơ? Ngân lao lại phân cầu. À, thành 2.100 tiền Việt Nam này. Mừng say eo mà. 20 chiều này là 10. Chiều này 10 20 mà 1.900 bằng 2.100 tiền Việt Nam rồi. Phanh phanh. Cái này hết hươn này ế ngân đấy nhỉ. Chắc phải xăm hoại lạn cơ. Một hươn ấy. Ừ. Mua. Qua video vừa rồi, Lam Lào đã chia sẻ với các bạn về các công việc và giá cả ở thị trấn La Mo, tỉnh Udom Say. Còn thiếu sót những gì thì các bạn hãy để lại bình luận cho Lam Lào giải thích. Và Lam Lào cũng rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ Lam Lào. Và Lam Lào sẽ chia sẻ tiếp các video về sau ở quốc gia Lào. Bây giờ xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn luôn luôn gặp những điều may mắn.